Đo huyết áp đeo ở bắp tay hay máy đo huyết áp đo ở cổ tay. Hoàng Sơn xin chào bà con ha. Hôm nay Hoàng Sơn sẽ giải đáp thắc mắc ưu và nhược điểm của hai dòng máy này. Thì trên thị trường mình có rất là nhiều thương hiệu khác nhau và nhiều cái sản phẩm khác nhau. Ví dụ giống như là cũng là máy đo huyết áp cổ tay nhưng có dòng đơn giản và những dòng cao cấp. Máy đo huyết áp ở bắp tay cũng có dòng phổ thông và những cái dòng mà cảnh báo đột quỵ. Thì ưu điểm của nó là gì? Ví dụ nếu mà như bà con mình mua cái máy đo huyết áp đầu tiên thì Hoàng Sơn khuyên cả nhà mình nên mua cái máy đo huyết áp bắp tay ha. Cái máy đo huyết áp bắp tay thì nó cũng tương đương giá tiền với dòng cổ tay, nó không có lệch nhau nhiều. Nhưng mà cái dòng bắp tay thì cái máy nó sẽ to hơn, nó phù hợp cho đo ở gia đình và đo cho nhiều người. Và nhất là cho bệnh viện á, thì thường người ta sẽ đeo ở bắp tay thì gần tim, cái độ chính xác sẽ cực kỳ cao và nó bền ha. Nếu mà như gia đình mình mua cái đầu tiên thì nên mua cái đeo ở bắp tay nha, mình có thể sử dụng được cho cả gia đình mình luôn và cực kỳ bền. Còn nếu mà mình mua cái máy đo ở cổ tay cho gọn giống như cái đồng hồ thì khi nào mà mình có cái máy bắp tay rồi, mình đi công tác du lịch mình hãy mua cái dòng máy này. Vậy dòng máy này có cái chính xác hay không? Nếu mà như cùng cái tư thế đo chuẩn chính xác thì cái độ chính xác của hai cái sản phẩm này là gần như nhau, tại vì đã được kiểm định chất lượng rồi. Nhưng mà nếu mà như mình ông bà lớn tuổi, cái mặt mình nó xa cái tay như này, nó sẽ rất là khó dò, hoặc là mình có thể để cao hoặc thấp hơn tim mình á, nó sẽ dễ bị sai số một chút. Nên là thường á, bà con mình đi công tác du lịch thì mình có thể mua cái dòng gọn nhẹ này, tại vì á nó rất là nhỏ và nó xài hai cái viên pin 3A rất là gọn ha. Còn nếu mà như cái máy bắp tay á thì mình sẽ xài 4 viên pin 2A. Các bạn thấy không? Và bên cạnh đó thì cái dòng bắp tay có những dòng cao cấp hơn, nó có chức năng là cảnh báo đột quỵ, giá tiền cao hơn nữa. Và bên cạnh đó thì mình cũng có thể mua thêm những cái cục adapter như thế này nè, nó xài thay pin. Ví dụ như ở quê á, mình có thể cắm vào mình xài thay pin, hoặc là như bác sĩ đo một ngày rất là nhiều bệnh nhân thì mình có thể chọn dòng này ha. Thì hôm nay giải đáp cho bà con mình rồi. Cái dòng bắp tay thứ nhất là đeo ở bắp tay, độ chính xác rất là cao, dễ sử dụng cho ông bà lớn tuổi, to bền ha. Ví dụ hai cái này đều bảo hành 5 năm nhưng mà mình có thể xài 7-8 năm thì cái dòng quà đo cho nhiều người á, thì cái dòng bắp tay sẽ rất là bền. Và bên cạnh đó có những dòng cao cấp là có cảnh báo đột quỵ luôn. Còn dòng cổ tay thì có thể mua thêm cái thứ hai khi mình đã có cái máy kia rồi đó, để mình có thể gọn nhẹ sắp đi công tác du lịch ha. Rồi dài chia sẻ cùng bà con, nếu bà con mình có thắc mắc thì có thể gọi trực tiếp cho Hoàng Sơn để Hoàng Sơn tư vấn kỹ hơn về những cái thương hiệu, về máy đo huyết áp và những cái dòng máy từ phổ thông cho đến cơ bản, để mình có một cái sự lựa chọn chính xác hơn ha. Rồi chúc bà con mình sức khỏe, tạm biệt và hẹn gặp lại bà con mình ở video sau.